Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của chúng ta. Tiếp tục những series tiếp theo trong chuỗi series test những cái bộ mới của Liên Quân. Ngày hôm nay sẽ là vị tướng Diêu với trang phục Diêu Diệt Nguyệt Tử Sĩ. Và video này thì mình sẽ vừa test hiệu ứng kỹ năng của bộ trang phục này, và đồng thời mình sẽ chia sẻ tới các bạn một cái lối lên trang bị, phù hiệu, bản ngọc và cũng như lối chơi của Diêu vào mùa 12. Thì chỉ còn 3 tuần nữa thôi là mùa 12 cũng sẽ chính thức khép lại. Cụ thể là vào ngày 17 tháng 1 năm 2020 thì Galena sẽ chính thức reset rank mùa 12 và mở ra mùa 13. Không biết là hiện tại các bạn ở rank gì rồi? Mình thì vẫn đang lật đật ở rank Tinh Anh 1 và cũng đang cố gắng để leo lên tới cao thủ cho kịp tiến độ. Đó. Rồi mà bây giờ mình cứ đi farm trước đã rồi mình tính sau ha. À mà khoan, nhưng mình thấy cái gì đó sai sai á. Cái thằng Veret ở bên team bạn giờ nó ở đâu vậy ta? Rồi xong, tao thấy cái mặt nó rồi. Nó đang ăn bùa xanh của tôi. Giờ sao ta? À, thôi không sao, Diêu đâu cần bùa xanh đâu. Nhưng mà mình cũng phải qua mình bát cái đầu nó cho nó biết thế nào lễ độ chứ. Chỗ này lâm tặc nhiều quá anh em ơi. Đấy, xong anh John rồi đó. Anh John tóc biến đập mặt vô tường rồi. Tạm biệt anh. Trở lại vấn đề ban nãy thì trang phục Diêu Diệt Nguyệt Tử Sĩ sẽ được mở bán vào ngày 24 tháng 12 tới đây, và giá của nó khi mở bán là 219 quân huy. Và đây là một bộ trang phục bậc S, và các bạn cũng có thể sử dụng cái thẻ giảm giá để tiếp tục giảm giá cái trang phục này, thậm chí là các bạn có thể mua bộ trang phục này với giá 1 quân huy. Và bây giờ mình sẽ trở lại với trận đấu. Thì vị tướng Diêu này thì chúng ta sẽ bắt đầu đi gánh đầu tiên ở đường trong như các vị tướng sát thủ khác. Và nếu được thì các bạn sẽ ăn con rồng để lấy lợi thế cho team. Và bây giờ mình sẽ băng trụ luôn. Vị tướng này có một cái công ty có thể miễn nhiễm mọi sát thương và hiệu ứng khống chế. Sức mạnh của vị tướng Diêu này thì nó ở chiêu cuối cũng như là chiêu 2. Còn chiêu 1 của Diêu thì nó không gây quá nhiều đột biến. Mùa 12 thì Diêu được tăng sức mạnh nhờ trang bị đi rừng, nên là các bạn không cần phải e ngại khi mà pick vị tướng Diêu đi rừng. Vì vị tướng Diêu này nó không cần nhiều kỹ năng, các bạn có thể đánh ở bất cứ cái rank nào cũng được. Và trang bị của Diêu mùa 12 theo mình thì các bạn nên lên những bộ trang bị sau. Đầu tiên chắc chắn sẽ là trang bị đi rừng của pháp sư. Bí đồ thứ hai là giày xuyên giáp phép. Bí đồ thứ ba là vương miện hơi kép. Bí đồ thứ tư là quyền trượng RHEA. Bí đồ thứ năm là trượng hỗn mang. Và cuối cùng các bạn hãy lên giúp cho mình, đó là giáp hồi sinh. Và các bạn nên lưu ý rằng đừng nên lên bộ trang bị đi rừng cùng với gươm tận thế trong cùng một build đồ, vì như vậy nó sẽ bị trùng nội tại và các bạn sẽ chỉ có thể nhận được một nội tại duy nhất, như vậy thì nó sẽ rất phí phạm. Tiếp theo là phù hiệu của Diêu thì mình khuyên các bạn nên sử dụng nhánh chính là phù hiệu chuyển sinh và hai nhánh phụ sẽ là xuyên giáp và xuyên giáp phép. Như vậy thì các bạn sẽ không có gì ngần ngại để có thể băng vào giao tranh vì các bạn có một lần hồi sinh ở trong tế đàn. Bản ngọc của Diêu ở mùa 12 thì cũng sẽ tương tự như những mùa trước, đó là ngọc đỏ sẽ là công phép xuyên nhấp phép, ngọc tím là giảm hồi chiêu và tốc chạy, và ngọc xanh sẽ là hút máu phép.
Và mình xin phép các bạn là mình sẽ dừng bình luận tại đây. Và nếu như các bạn thấy video này hay, ý nghĩa giúp ích nhiều cho các bạn, thì các bạn đừng quên lại một like, một bình luận comment bên dưới. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của Đồng Hoàng Studio, thì hãy giúp mình một đăng ký kênh để có thêm nhiều lực sản xuất ra nhiều video hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn và xin chúc các bạn có một ngày mới học tập và làm việc thật hiệu quả. Hẹn lại các bạn trong các video tiếp theo. Tạm biệt các bạn. Yeah. Người ta thương nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhất. Người ta đã đánh mất tâm can trong cơn mưa. Từ người thương hóa mưa. Dành con đời không có điều gì. Giờ anh sẽ mãi với tình cảm em dành cho anh. Tựa như những chiếc lá cuối thu trên cành cây xanh.
Người ta thường nói ngày mưa rơi là ngày buồn nhất. Người ta đã đánh mất tâm can trong tình yêu. Từ người thương hóa người xưa. Dành khoảng cách không có điểm dừng. Giờ anh sẽ nói với tình cảm em dành cho anh. Tựa như những chiếc lá cuối thu trên cành cây xanh. Đây là tiếng nói Việt Nam phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Cộng hòa.
Đây là tiếng nói Việt Nam.